Nè ba, giới thiệu đi. Ôi, cơm gà con làm gà con ơi. Rồi, để xe được. Nè, có nói gì không? Hôm nay Hội An thời tiết đẹp, chắc không có đông lắm, vừa phải. Đi đạp xe đạp vòng vòng mát mẻ. Thẳng lên luôn ba ơi. Mẹ. Còn thấy nằm đóng đi.